Gần nhất một quyển sách tên là Luân hồi nhạc viên không giải thích được phát hỏa lên. Ta xem xong giới thiệu vắn tắt quyển tiểu thuyết này, tổng mạn, vô hạn lưu, không nữ chủ. Đây là cái quỷ gì, chẳng lẽ không có nhân vật nữ chính sao? Thế là ta lật xem một lượt quyển tiểu thuyết này giới thiệu. Không nhìn không biết, xem xét thật giật mình. Luân hồi nhạc viên cho đến trước mắt, vậy mà viết hơn ngàn vạn chữ, gần 4.000 chương mà quyển tiểu thuyết này còn chưa có viết xong. Mấu chốt là còn có nhiều người theo dõi như vậy, đây rốt cuộc là cái dạng gì tiểu thuyết? Mấy ngày nay ta đại khái nhìn một chút, mới phát hiện quyển tiểu thuyết này xác thực có chỗ độc đáo. Khả năng đây chính là mị lực của vô hạn lưu tiểu thuyết đi. Nói cách khác, số lượng chữ càng nhiều thì càng ngày càng nhiều người đọc, xếp hạng càng ngày càng gần phía trước. Vì sao lại như vậy? Ta cảm thấy có mấy điểm. Đầu tiên, quyển tiểu thuyết này có thể nói là nửa tổng mạn vô hạn lưu, kịch bản chính là từ các anime thêm vào. Căn cứ những anime này để biên soạn phó bản, nhân vật chính dẫn đội đến cày phó bản, cho nên nhìn quyển tiểu thuyết này cũng có thể nói là xem anime. Kế tiếp, tại tác phẩm Kiếm Hào Chi Tâm, tác giả tích lũy không ít fan hâm mộ. Những fan hâm mộ cũng theo chân tác giả đến xem sách mới. Tiếp theo, tác giả đối với anime ẩn tàng kịch bản mở rộng hợp lý mà thú vị, không có nữ chính, tự nhiên càng sẽ không hậu cung. Tác giả thiết lập tình tiết hợp lý, nhân vật chính có quang hoàn nhưng ở bên trong phạm vi chấp nhận được. Ví dụ như tại thế giới thứ nhất, Tô Hiểu thu hoạch được diệt pháp truyền thừa, đây là hắn cố gắng mà được. Chém chết nhiều quốc dân lão bà như vậy, vẫn cho điểm cao như thế, đã nói rõ vấn đề. Tác giả hành văn tốt, chiến đấu miêu tả tỉ mỉ, phong cách hài hước, điển hình là đi theo Tô Hiểu có 4 con thú lần lượt là trâu, chó, mèo, chim. Tác giả đối với các nhân vật trong anime cũng hiểu rõ, khiến độc giả cảm giác rất chân thực. Cuối cùng, ta cảm thấy tác giả viết hí mới là ưu điểm của hắn. Chẳng lẽ người muốn nhìn lẫn nhau hô to tên kỹ năng sao? Tác giả chính là không lắm lời, đi lên liền làm, những cái kia loè loẹt mới không có ý nghĩa.